Công an Hà Nội truy tìm người phát tán clip nam sinh trường chuyên rơi trung cư. Ngày 2 tháng 4, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Công an thành phố phối hợp cùng Công an quận Hà Đông truy tìm người phát tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh rơi từ tầng cao trung cư Văn Phú Victoria, phường Phú La, quận Hà Đông xuống đất và qua đời. Theo công an, đây là vụ việc đau lòng việc pha tán clip và bức thư tuyệt mệnh của nam sinh này lên mạng xã hội sẽ gây ảnh hưởng nặng nề đến những người thân của nạn nhân. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 1 tháng 4, Công an phường Phú La, quận Hà Đông nhận được thông tin tại sảnh tòa trung cư Văn Phú Victoria có một thi thể nam sinh nghi ngã từ tầng cao xuống. Nhận được thông tin, Công an cùng các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Nạn nhân sinh năm 2006, trú tại tầng 21V1 trung cư Văn Phú Victoria, Mờ đang học tại trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam. Sau khi vụ việc xảy ra, mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, bức thư tuyệt mệnh cùng clip ghi lại cảnh nam sinh này trèo qua lan can ban công chung cư rồi nhảy xuống đất trước sự chứng kiến của người cha.